Hello cả nhà ơi, mấy khi dâu em bị gì mà nó héo héo ngoe ngoe hết trơn mọi người. Đây nè, bốn cái bạn mình mua mới nè, lá thì nó chưa được tốt lắm hết cả nhà. Bây giờ mình sẽ dưỡng nó, mình dưỡng nó ở đây đi, rồi chừng nào nó bự thêm xíu nữa mình mới tưới phân cho nó hết cả nhà. Đó, bốn cái bạn nè, rồi nè. Mình cho các bạn coi mấy cây dâu của nhà mình nè. Mấy cây này thì dâu này Nhật Sa Chi, cây này nó cũng đang tốt nè cả nhà. Hôm bữa mình tưới phân, cái chị kia chỉ tưới cho nó đừng có bị mò trắng cả nhà, mà tưới xong cái nó bị sao ta, nó bị chết luôn, chết hết mấy cây luôn cả nhà, héo lá, héo 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 lá, nó chết luôn mọi người cả nhà. Còn dâu tây không hở, mình lặt hột ra cả nhà, cái mình ương vô đây nè, mình ương vô đây coi nó lên không ha. Còn cây này dâu bạch tuyết, cái ngó bạch tuyết nè, hư lá hư bọng trơn rồi. Cái này là mình không có để quá lễ, không để ngó nữa hết cả nhà. Xong cái đợt ngó này mình sẽ nhà nè, cả nhà thấy không, cái cây này nè, cây này nó ra cái con nè. Hôm bữa có trái á, mình ngắt mình chừa có bốn trái á cả nhà. Đây nè, có ngó con này mình ngắt mình bỏ luôn nha. Đó, buổi tối quay thì nó không thấy nhiều cả nhà. Chụp mấy bạn dâu này cái cả nhà, bốn bạn dâu mới nè. Mấy cái này thì bạch tuyết tuyết nhưng mà nó muốn chết hết trơn rồi cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, nó không được tốt. Đây để mình coi hai bạn này rễ nhiều chưa, mình cắt luôn cho cái cây mẹ nó đừng có. Đó. Hình như, ủa, cái này nó ra ngó dài nè cả nhà, mình ngắt mình bỏ nha, mấy gà không phát hiện ngó nữa. Bây giờ mình chắc mình tưới phân quá coi nha, cái này không có, mình rải ít phân hay mọi người nè, coi nha, nó bị gì nè, không biết do mưa hay sao. Cái nhà thấy không? Đó. Đây nè. Lá nó rì rì xong hư trơn. Nè ha. Lá nó hư trơn mình phải bỏ. Chắc mình tưới phân quá cả nhà. Hổm rài phân nó ướt nhẹp trơn rồi mình không có thời gian, mình không có tưới nó bỏ luôn. Không thèm tưới phân luôn. Đây nè, cái này có ngó mình cho qua đây cho nó bén ở đây luôn nè. Cái nhà thấy không, cây Nhật Sa Chi nè cả nhà. Đó, quá trời mê luôn, nó tốt nè cả nhà thấy không, mới ra lá non mà nó đã cái gì rồi đó. Đây nè, hai cái cây, một cây chết mình nhổ nè, cây này thì sao nó xanh xanh lại nè cả nhà, hai cái này nó xanh xanh lại nè. Đó, cho nên là mình để mình chưa có nhổ ở nhà là bên đó tốt rồi nè. Có ngó mình có không bỏ đi. Bây giờ mình lấy phân cái mình rải rải ha, mình rải phân, mình rải con dơi đi cả nhà ơi. Con kia nó ướt rồi, con kia nó ướt rồi mình không có rải được nhiều. Bây giờ mình sẽ rải con dơi đi nè, mình cho vài hộp thôi. Đây,
dê của mình rồi cả nhà. Vài bữa mình về quê cái mình xin đi một ít phân nữa nha. Hôi quá. Hôi quá cả nhà ơi. Cái này chuẩn bị bão tới nữa đó cả nhà. Mình bón lấy cái này, mình phân dê thì mình bón có đứt được nha. Sẵn cho nên mình bón luôn đi. Đi làm có thời gian cái chăm sóc hổm ở nhà thì rảnh rỗi chăm sóc được ngoài. Còn bây giờ đi làm buổi chiều bữa nào gì cơm nước con cái đó là không có thời gian chăm sóc mấy bạn dâu nữa nha. Mình gãi đó, gãi đi ngồi rồi mình tưới nước. Mấy cái này nó bị héo héo lá là sao đó nhỉ. Ôi gớt ra ngoài rồi. Mình tưới đi rồi mình tưới nước đây nè. Phân này thì nè, cả nhà mình thấy mình tưới nó cũng không có ăn phân á, phân dơ thì nó không ăn không hết nha. Đây ngồi cả nhà chóng mặt luôn. Đây ngồi thấy chóng mặt luôn. Rất mồ rồi. Bữa mình quay hồi mọi người trong mặt ra thông cảm nha cả nhà. Cầm cái lo bốc phân không à. Cái không có nhìn tới cái máy quay. Xong cái xây mòng mòng quay luôn. Quay tròn quay đều luôn cả nhà. Cái chậu này là mình phải tưới nước nhiều vô nè cả nhà. Quá trời. Nó bị không biết lý do tại sao. Có cây này tốt nhất nè cả nhà. Hôm bữa tưởng cây này chết rồi nhưng mà hiện tại là nó là tốt nhất trong các bạn nha cả nhà. Tốt nhất rồi, nó đẻ con, đẻ nhánh, đẻ tùm lum luôn. Chết màu rồi, chắc bị dính ba các bạn nhạc này quá cả nhà. Bây giờ không biết có dính cái bản nhạc nào không mọi người đó. Bây giờ thì em đã xong rồi cả nhà ơi. Bye bye mọi người nè. Cả nhà hai chiếc xung Mỹ nhà em nè, xung Mỹ nhà em đó cả nhà ơi. Không có thời gian để chiết mấy cái nhánh xung Mỹ ra cả nhà. Nó thùm lùm rồi, nó cao, nó dài, chưa có thời gian chiết. Mình thấy người ta chiết mắc lên đó cả nhà. Mắc hay mắc nghe là sẽ có một mình chụp cái cây này cả nhà. Chết hết rồi.
Rồi bây giờ video của mình cũng dài rồi, tạm biệt cả nhà nha.